Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sức Khỏe Tự Nhiên. Kính chào quý vị và các bạn. Thay mặt những người làm chương trình, chúng tôi xin kính chúc quý vị và các bạn dồi dào sức khỏe và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Quý vị và các bạn thân mến, cây hoa mua được biết đến là cây hoa dại, mọc ở rất nhiều nơi, đặc biệt là ở vùng đồi núi. Cây hoa này có rất nhiều màu sắc khác nhau. Tuy là một loài hoa, nhưng chúng lại có tác dụng chữa được rất nhiều loại bệnh. Video này, hãy cùng Sức Khỏe Tự Nhiên đi tìm hiểu về công dụng chữa bệnh của chúng nhé! Đặc điểm và nguồn gốc của loài hoa mua. Thuộc loài hoa thực vật thân bụi, hoa mua mang hơn 5.000 loài phân bố khắp những vùng nhiệt đới Á Âu. Vì thuộc tính hoang dã, sinh sôi nảy nở ở những vùng đất chua phèn, phân bổ từ Nam chí Bắc nên hoa mua mang vẻ đẹp của sự giản dị và đơn thuần. Lá hoa mọc đối, hình bầu dục, thân nổi, cánh hoa tậu màu tím nhạt, rất nhẹ nhàng và dễ chịu. Hoa mua không hề là hoa sim như mọi người thường nhầm lẫn. Chúng là những ca từ về ái tình thật đẹp kia, là nhắc về sắc tím của hoa mà thôi. Màu tím hoa mua làm cho nhiều trái tim yêu xao xuyến. Những giống mua khác nhau. Hoa mua chỉ có hoa là giống nhau. Những giống mua khác đều được phân biệt như lá, trái và lông. Màu hoa cũng là tím, nhưng ngoài ra chúng còn có những màu khác nhau như tím đậm, tím nhạt, tím hồng, vân vân. Ý nghĩa và biểu tượng của cây hoa mua. Với màu tím nhẹ nhàng và lãng mạn, hoa mua biểu tượng cho tình ái bất tử của con người. Tục truyền rằng, hoa mua là hóa thân từ những giọt nước mắt của người phụ nữ lúc tiễn chồng ra trận. Giọt nước mắt của sự chờ đợi, nhớ thương da diết, của ái tình chung thủy và hy vọng mãnh liệt về một ngày người yêu của mình sẽ trở về. Hoa mua hoang dại, dù không trồng và chăm bón tử tế, chúng vẫn sinh sôi tăng trưởng như thường nhật. Đấy cũng là ý chí bền bỉ, không tắc hơi phục của con người trước tự nhiên. Nghịch cảnh và những điều không hay trong cuộc sống, phổ biến người khi chơi với vẫn không can cường bằng một loài hoa. Hình ảnh người con gái mộc mạc, thành tâm nhưng bản lĩnh được hoa mua biểu hiện tương đối xuất sắc. Ở các vùng nông thôn, sẽ chẳng có hoa hồng hay huệ đua nhau khoe sắc, cũng chẳng có các loài hoa quý tộc sang trọng. Hoa tậu chính là vua của các loài hoa nơi đây. Vẻ đẹp hoang dại đấy không ai bán, hoa mua như một loài hoa vô giá. Chúng tới với con người bằng sự thực tâm, mộc mạc. Cây hoa mua có tác dụng chữa được nhiều loại bệnh. Cây hoa mua màu hồng tím. Đây là màu hoa phổ biến nhất với màu hồng tím bắt mắt và chúng có thể chữa được khá nhiều các loại bệnh như chữa vàng da hay băng huyết. Nếu bạn có triệu chứng vàng da hoặc băng huyết thì hãy chữa bằng cách tìm khoảng 8 đến 16 gram loại hoa mua màu hồng tím về sao vàng, sau đó sắc lấy nước uống vài ngày. Chắc chắn chỉ cần uống vài ngày, bệnh của bạn sẽ giảm đi trông thấy. Chữa tụ máu. Với những ai bị tụ máu thì chỉ cần giã nát loài hoa này ra trộn với nước vo gạo, đắp lên chỗ tụ một lúc là máu sẽ tan ra. Chữa mụn nhọt, viêm tấy. Loài hoa này được xem là loài hoa chữa mụn nhọt, viêm tấy rất hiệu quả. Chỉ cần bạn hơ nóng lá hoa, sau đó đắp vào chỗ mụn nhọt, viêm tấy, chỉ một lúc là những chỗ mụn nhọt sẽ xẹp xuống. Cây hoa mua màu đỏ. Đối với loài hoa màu đỏ này thì hoa của chúng không có tác dụng chữa bệnh, mà chỉ có thân và lá cây mới có tác dụng chữa bệnh. Thân và lá cây được giã nát ra để làm thuốc chữa vết thương, cầm máu, tê thấp, xương tấy. Mỗi khi gặp trường hợp trên, chỉ cần đắp hỗn hợp được giã nát vào đúng chỗ đau đó thì chỉ một lúc sau, vết thương sẽ lành lại và không còn xương tấy nữa. Cây hoa mua màu hồng. Cây này còn được gọi là hoa mua núi
bởi chúng chỉ mọc ở những nơi ẩm thấp trên vùng núi. Loại này có đặc điểm khác hẳn với hai loại trên, đó là thân của cây nhãn có màu tím đỏ hay màu xanh. Lá thì nhẵn cả hai mặt và khá là nhỏ. Những bông hoa này thường nhỏ hơn, thậm chí nhiều lúc có tới 2 đến 3 bông mọc chung trên một ngọn cây. Loại cây này cũng chữa được rất nhiều loại bệnh như chữa mụn nhọt, tê thấp, ứ huyết. Với những người bị bệnh này thì chỉ cần khoảng 8 đến 10 gram cây hoa, cả rễ, hoa, lá, thân, phơi khô và sắc lấy nước uống hàng ngày, đảm bảo bệnh sẽ thuyên giảm. Chữa phù nề ở phụ nữ sau sinh. Phụ nữ sau sinh nếu bị phù nề thì nên dùng loài hoa này đun lên để tắm. Kể cả không bị phù nề mà tắm sau sinh thì cũng mang lại sức khỏe tốt. Chữa sai khớp. Khi bị sai khớp, chỉ cần sao khô cây hoa mua núi lên và đắp vào vị trí sai khớp đó là sẽ khỏi. Trên đây là những công dụng chữa bệnh của cây hoa mua. Bên cạnh đó, nó cũng được kết hợp với những loài cây khác hay những vị thuốc khác để làm thuốc chữa được rất nhiều bệnh rất hiệu quả. Hy vọng với những chia sẻ trên đem lại cho các bạn những thông tin hữu ích nhất và giúp các bạn có thể chữa được một số bệnh đơn giản như nêu trên. Hãy chia sẻ bài viết này đến với bạn bè và người. Hãy chia sẻ video này đến với bạn bè và người thân của mình nếu như bạn cảm thấy nó hữu ích nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký để ủng hộ kênh và nhấn vào chuông thông báo để nhận được những video mới nhất và hay nhất của Sức Khỏe Tự Nhiên. Cuối cùng, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.